tọa lạc tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt, XQ Đà Lạt Sử quán hiện nổi tiếng khắp Việt Nam và thế giới. Là trung tâm văn hóa nghệ thuật sáng tạo của nghệ thuật thêu tay Việt Nam, không gian kết nối văn hóa nghệ thuật và tình tri kỷ xuyên biên giới. Nơi đây là một thế giới đặc biệt của nghệ sĩ nghề thêu với một không gian rộng lớn để nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật, không gian tưởng nhớ tổ nghề, không gian học tập sáng tạo, không gian giao lưu nghệ thuật và không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Nói đến hoạt động nghệ thuật của tranh thêu XQ, đầu tiên là phải nhắc đến bộ môn nghệ thuật tranh thêu hai mặt. Bảo tàng tranh thêu hai mặt của XQ hiện trưng bày những tác phẩm thêu kích thước lớn về các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt trong 4 mùa, xuân hạ, thu đông. Được sáng tác cách đây gần 20 năm, những tác phẩm trong không gian này không chỉ minh chứng cho trình độ thẩm mỹ và sự sáng tạo đỉnh cao của các nghệ nhân nghệ sĩ XQ, mà hơn hết, đây còn là các tác phẩm tiêu biểu của kỹ thuật thêu bí truyền của XQ mà khó có nơi nào đạt tới. Biệt thu hút sự quan tâm của người yêu mến nghệ thuật thêu, đó là các tác phẩm tranh thêu phong cảnh và tranh thêu hoa sen. Với XQ, tranh thêu phong cảnh được tách thành bộ môn nghệ thuật riêng với những kỹ thuật thêu đặc thù và một phong cách tư tưởng thẩm mỹ học riêng. Do đó, các tác phẩm thêu của XQ đều đem đến sự ấn tượng mạnh mẽ với người thưởng lãm ngay khi vừa tiếp xúc. Điều làm nên sự khác biệt mạnh mẽ của XQ so với hoạt động nghệ thuật thêu của các quốc gia khác trên thế giới, đó là đỉnh cao của sự sáng tạo trong nghệ thuật thêu chân dung. Đến nay, XQ Việt Nam tự hào là nơi dẫn đầu thế giới về nghệ thuật thêu tranh chân dung. Tại Bảo tàng tranh chân dung của XQ Đà Lạt Sử quán hiện đang trưng bày đa dạng các tác phẩm thêu chân dung như tranh thêu bán toàn thân, tranh thêu chân dung hai mặt kích thước thật. Các tác phẩm tranh thêu chân dung của XQ không chỉ đạt độ chuẩn xác về kích thước hình khối, mà hơn hết đó còn là chiều sâu tư duy và cảm xúc của nhân vật, hay nói cách khác đó là hồn của nhân vật trong tranh.
một bộ môn nghệ thuật mới được XQ phát triển trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, đó là bộ môn điêu khắc chỉ. Tại XQ, hiện đang trưng bày những tác phẩm tiêu biểu của bộ môn này, với số lượng tác phẩm và chủ đề sáng tác rất đa dạng, từ điêu khắc cỏ cây hoa lá, côn trùng đến các linh vật đồ trang sức. Dù các tác phẩm có kích thước lớn hay nhỏ, tất cả đều đẹp tinh tế. Tính, số lượng các tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày trong không gian XQ Đà Lạt Sử Quán hiện lên đến con số hàng chục nghìn. Trong đó, ngoài tác phẩm của 4 bộ môn nghệ thuật theo XQ, còn có hàng ngàn tác phẩm thuộc các thể loại, điêu khắc, nhiếp ảnh, nghệ thuật sắp đặt, gốm mỹ thuật, thời trang, do các nghệ sĩ trong nước và quốc tế sáng tác. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu của XQ Đà Lạt Sử Quán. Điều đặc biệt hơn nữa, không chỉ trưng bày và giới thiệu tác giả, tác phẩm. Với việc liên tục tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội đa dạng gắn với nghề thêu và các hoạt động sáng tạo khác, XQ Đà Lạt Sử Quán trở thành điểm hẹn văn hóa sống động tại Việt Nam vươn tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới. Từ tất cả những điều trên, có thể thấy, những cơ duyên kết nối hợp tác với XQ chính là niềm hạnh phúc lớn của các nghệ sĩ các ngành nghề để cùng nhau xây dựng không gian văn hóa nghệ thuật giàu bản sắc.